thấy con trăng dài 4 mét nổi trên mặt nước. Người câu cá đến gần thì tá hỏa phát hiện thứ bên trong. Mới đây, một người câu cá có tên Johnny Ronoff đã phát hiện một con trăng Nam Mỹ cỡ lớn nổi trên mặt nước. Cho đến khi lại gần, anh chàng mới tá hỏa khi thấy thứ trong bụng của nó. Video được cho là quay vào ngày 28 tháng 4 vừa qua ở thành phố Dourados, Brazil. Lúc này, Johnny Ronoff đi câu cá cùng những người bạn của mình ở một nơi khá hoang vắng. Bất ngờ thay, anh chàng phát hiện một con trăng dài khoảng chừng 4 mét nằm bất động ở trên mặt nước với phần bụng ngửa lên. Dường như con vật này đã không còn sự sống. Khi tiến lại gần, Johnny Ronoff đã cố gắng kéo xác con trăng lên thì phát hiện cổ của nó bị phần vây sắc nhọn của một con cá đâm xuyên. Thì ra đây là lý do khiến con vật dài hơn 4 mét phải bỏ mạng, mặc dù gần như nó đã nuốt được con mồi. Dường như trước đó con trăng Nam Mỹ đã tấn công con cá. Tuy nhiên, khi nuốt chửng vào bụng, con cá đã giãy giụa và dùng phần vây sắc nhọn để tự vệ, khiến con trăng phải bỏ mạng theo. Johnny chia sẻ với tờ New Flyer rằng: "Tôi đã đi câu suốt thời gian dài ở vùng này, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tương tự. Tôi rất ấn tượng với cơ chế tự vệ của con cá này. Ngay cả khi bị nuốt chửng, nó vẫn có thể khiến kẻ săn mồi lớn hơn phải chết theo."